các bạn, mình là Hải Beauty Spa ở trên Sóc Sơn. Mình mở spa được 5 năm rồi các bạn ạ. Mình đã theo rất là nhiều các dòng sản phẩm hàng chính hãng, nhưng mà thực sự dòng sản phẩm được để mình ưng ý và cảm thấy hài lòng nhất là dòng sản phẩm Red Essence hàng của Đức này ạ. Thì mình đã dùng thử cho rất là nhiều những mặt mụn, thì các bạn ý phản hồi lại là: chị ơi, mặt của em đỡ rất là nhiều và mặt của em bây giờ đã hết mụn rồi. Nhưng mà gần đây nhất thì là mình đã có một cái bạn nam là tên là Tuấn, bạn ý ở trên ở cách đây cũng khá là xa, bạn ý đi chữa mụn rất là nhiều các spa rồi, nhưng mà bạn ý không đỡ. Bạn bảo là: chị ơi, chị, nếu mà em đến nhà chị lần này nữa mà không khỏi thì em đi nhận da liễu. Thế thì mình cũng tư vấn, mình cười, mình cũng tư vấn cho bạn ý là mặt của mình, nhìn da của bạn ấy, mình nhìn là mặt của bạn rất là nhiều mụn mủ và mụn bọc, vít tăng mụn trên lông rất là nhiều. Cho nên là mình đã tư vấn cho bạn một bộ sản phẩm Red Essence hàng cuối như thế này. Mới đầu thì bạn ấy rất là năn tăn, nhưng mà đến bây giờ khoảng một tháng rồi thì bạn ấy đã nhắn tin và gọi điện cho mình rất là nhiều, để chữa mặt của em đỡ mụn được rất là nhiều rồi. Đỡ được đến khoảng 70-80% rồi ạ. Em giới thiệu cho chị được mấy khách đến rồi. Đấy, thì mới đầu thì mình đã tư vấn cho bạn ý là dùng dung dịch sạch sâu, vì là mặt mụn là cái bước làm sạch rất là quan trọng cho da bạn ạ. Dung dịch sạch sâu là bạn ấy làm sạch, bôi khắp mặt, dùng bông tẩy trang và dùng bôi khắp mặt. Xong rồi bạn ý dùng bước thứ hai là bạn dùng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này là sữa rửa mặt dạng kem, cho nên là bạn sẽ phải dùng massage theo chiều đi xuống của cơ mặt để cho bạn ấy lấy hết các nước bẩn ở trên lỗ chân lông của mặt đi. Sau rồi bạn dùng nước hoa hồng. Nước hoa hồng là cân bằng độ ẩm cho da và độ pH ở trên da cho bạn. Bạn dùng nước hoa hồng xong rồi là bạn lên nhà bạn đắp cho mình mặt nạ dành cho da mụn. Bạn chỉ đắp 15 phút thôi, nếu mà bạn đắp nhiều hơn là sẽ không tốt cho da, nó sẽ có phản ứng ngược lại. Đấy. Sau bạn dùng mặt nạ xong, bạn lau sạch mặt đi, bạn dùng huyết thanh đẩy huyết thanh mụn cho mình. Bạn đẩy huyết thanh mụn xong, bạn vỗ nhẹ lên mặt khoảng 2 phút, 3 phút. Bạn có thể bạn dùng blend mix kem trị mụn. Đây là kem trị mụn. Đấy. Nhưng mà blend mix này bạn nhớ là bạn sẽ mua một lớp dày một chút. Đấy, bạn không có bôi lớp mỏng vì là đi ngủ. Xong rồi bạn đi ngủ. Sáng dậy thì bạn lại dùng sữa rửa mặt cho mình. Ngày dùng sữa rửa mặt 2 lần. Sau bạn dùng nước hoa hồng. Đấy. Dùng nước hồng xong là bạn lại đẩy huyết thanh cho mình. Bạn đẩy huyết thanh khoảng 3 phút sau thì bạn lại dùng kem mụn và lên hết. Bạn cứ dùng cho mình đúng cái bước như này, kể cả mụn bạn nặng như thế nào đi chăng nữa thì khoảng 1 tháng sau là mặt bạn đã đỡ được khoảng 70-80% rồi. Mình đã chữa mụn cho rất là nhiều ca rồi, nhưng mà thật sự là mình rất là tự tin vào cái dòng sản phẩm Red Essence hàng của Đức này. Mình cảm thấy rất là hài lòng khi mình đã chọn lựa cái dòng sản phẩm này ạ.